làm nhiều là được 16.250.000, trong này là có chiếc xe gì đó ghi đầy đủ hết ha. Về đại diện trao lại cho con để lo cho nó cháu. Còn đây là số tiền của chú vận động viên. Thì ở đây nè, có cô Lệ nhân nướng. Chị Lệ có nhân nướng bạn. Đây là tiệm vàng Kim Tính, 1 triệu. Kim Tính đó ha, 1 triệu. Cái này là tiệm vàng 8 tỷ, ghi 1 triệu trong này nè, anh chỉnh lại. Còn cái này là tiệm vàng Cộng Hòa, tiệm vàng Cộng Hòa này cũng 500, nhưng mà trước nó cũng đã có gửi túi gì nó cũng 500 rồi, chú lại vận động gửi thêm. Còn cái này là thức ăn tôm Tấn Loan, 2 triệu. Tấn Loan thì Tấn Loan có nhắn gửi như vậy, Tấn Loan nhắn gửi như vậy, nếu mà gia đình có gì khó khăn thì cứ cho chú quay, chú sẽ ấy nó là giúp đỡ hỗ trợ. Còn cái này là gia đình của chú Trung thì gửi 1 bao gạo thì giúp tụi con 7 triệu ha, gia đình của chú Trung. Rồi thôi chúng ta bắt tay có gì đó thôi. Nói cảm ơn mấy người lên đài. Vậy đó thì gọi đây em con có không lớn lớn lên, con không có có nhà ở nữa, ở cái mà mẹ buộc là ở đâu? Ở đâu mẹ? Thì con có bệnh gì không? Nói luôn. Có. Nó bị bệnh tim đó. Bệnh tim. Ở đâu là